xin chào các bạn đã đến với video mới nhất của mình. Thì video hôm nay mình sẽ làm hộp Noel. Hộp Noel thì mình sẽ làm bằng giấy A4. Giấy A4 mình sẽ gấp lại. Đó, như vậy thì chúng ta đã có một tấm hộp Noel khá là bự. Còn các bạn nếu mà không muốn làm bự thì chúng ta có thể chia nó ra và gấp đôi nó lại. Thì chúng ta sẽ làm một tấm hộp nhỏ. Thì mình sẽ làm cho các bạn xem. Đây các bạn đã làm được một tấm hộp Noel nhỏ và một tấm hộp Noel to. Hôm nay mình sẽ làm 4 hộp, 2 hộp to và 2 hộp nhỏ. Thì tông màu mình chọn là màu trắng và màu đen đó. Bây giờ dụng cụ của mình thì chỉ có cái như thế này thôi các bạn. Đó, chỉ có hộp với lại màu. Hôm nay mình mua hộp màu này nè các bạn. Đây là bút. Bút kim tuyến này các bạn sẽ vẽ lên màu đen, nó sẽ nổi lên rất là đẹp luôn. Vì không khéo tay nên mình sẽ chọn can các bạn. Bây giờ mình sẽ can theo cái mẫu mà mình đã chọn sẵn. Mình chỉ can cái con tầng lọc thôi vì mình thích cái con tầng lọc này. Thì mình cơi một cái tấm hình mà mình muốn can, nó xéo khoảng 45 độ các bạn. Và mình cơi một cái tấm mica. Cái tấm mica các bạn có thể mua ở trên Shopee hoặc nói chung là ở đâu cũng có bán cái tấm mica này, rất là dễ tìm. Cái tấm mica này các bạn có thể mua cái tấm mica càng mỏng thì càng tốt nha. Các bạn để nó xéo ngược lại và các bạn can theo nó. Đó, sau khi các bạn thấy mình can xong thì mình sẽ được một cái tấm hình nó rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Thì mình sẽ lấy màu mình tô. Sau khi tô xong rồi mình sẽ dùng bút lông đen mình viền lại cái con tầng lọc này. Và mình sẽ dùng bút kim tuyến để mình viền chữ. Các bạn viền tầng lọc thì các bạn có thể lấy bút lông các bạn làm bóng cho con tầng lọc luôn nha, cho nó cảm thấy nó đang nổi lên đó các bạn. Và chúng ta trang trí những cái bông tuyết nhỏ nhỏ nữa là xong nha các bạn. Đây là cách mà mình can. Còn nếu mà các bạn vẽ héo tay thì các bạn có thể tự vẽ bằng viết chì rồi các bạn đồ lại. Còn không héo thì các bạn có thể dùng can như mình. Hoặc các bạn để cái tấm, nếu mà các bạn xài cái tấm màu trắng thì các bạn có thể để lên cái mặt kính các bạn đồ heo. Nhưng mà nó rất là dễ chạy màn hình, nó chạy tới chạy lui, các bạn rất là hot đồ nha. Xong rồi chúng ta sẽ được như thế này. Và bây giờ mình sẽ dùng khúc kim tuyến mình viền cho nó dày lên. Cái nào nên dày thì dày, cái nào nên mỏng thì mình sẽ làm mỏng. Nền màu đen thì chúng ta có thể dùng bút kim tuyến bạc thì nó sẽ nổi nhất nha các bạn.
những màu khác ấy mình thấy nó không có nổi nên mình chỉ sử dụng bút kim tuyến bạc mà thôi. Nằm ở phía trên như thế này đó, các bạn thấy chưa, xong rồi đó, đẹp chưa, rất là đơn giản. Và đây là cách thứ hai mình làm, mình sẽ tự tay vẽ lên cái tấm thiệp nhỏ nha các bạn. Và vẽ thì mình dùng bút chì để mình vẽ cho nó đẹp, chứ để nếu mà mình dùng bút mực mình vẽ lên đó, thì nếu mà nó không đều đó, thì nó sẽ bị hư cái phẩm của mình á. Ngày Noel thì mình sẽ vẽ ông già Noel nha các bạn. Bôi cho nó mờ đi, rồi mình sẽ dùng bút lông đen để mình viền lại. Nếu các bạn không muốn tô lem á thì các bạn có thể tô trước, sau đó các bạn viền bút lông đen sau nha. Cái này mình viền trước mình tô sau thì mình sẽ tô cẩn thận hơn một xíu. Đối với những sợi đèn á thì các bạn cứ ngay chỗ mà cái chuôi đèn các bạn vẽ hình tam giác nhỏ, nó sẽ ra được cái chuôi nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.